Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé ra đồng, đạp trái mìn nổ trận, xác không còn đôi chân. Một buổi sáng mùa xuân, ngực đứa bé tan tành, ngàn hoa đồng cỏ nổi, cúi xuống nhìn con tim. Em ơi, chiều nay trường học lại, trong sân chơi bạn và thầy im lời, bài học về yêu thương trên giấy mới. Sao hôm nay nét mực đã phai? Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé yên nằm, bàn tay cầm cỏ dại, có hoa vàng mong manh. Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé im lìm, bờ môi giường thầm hỏi, có thiên đường hay không? Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé ra đồng, đạp trái mìn nổ chậm, xác không còn đôi chân. Một buổi sáng mùa xuân, ngực đứa bé tan tành, ngàn hoa đồng cỏ nổi, cúi xuống nhìn con tim. Em ơi, chiều nay trường học lại, trong sân chơi bạn và thầy im lặng, về yêu thương trên giấy mới. Sao hôm nay nét mừng đã phai? Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé yên nằm, bàn tay cầm cỏ dại, có hoa vàng mong manh. Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé im lìm, bờ môi giường thầm hỏi, có thiên đường hay thank you.
Có lẽ mùa xuân đó là cái khoảng thời gian mà người ta tìm đến nhau, tìm về nhau. Nhưng mà cũng là cái khoảng thời gian để chúng ta nhớ đến những người đã xa chúng ta. Thập niên 70 đã có rất nhiều những tình khúc viết về cuộc chiến, viết về những mối tình có trong cuộc chiến. Và dĩ nhiên là trong đó, tuy là mùa xuân, chúng ta vẫn có những cái nỗi buồn. Bài học về yêu thương trên giấy mới, người ta chỉ viết những điều tử tế, người ta chỉ kêu gọi yêu thương, nhưng đó là chỉ trên giấy tờ thôi. Nhưng mà nét mực thì theo thời gian đã phai, và có những cái chết rình rập chúng ta mỗi ngày trong đời sống. Tuy nhiên, khi mùa xuân đến, các em vẫn có thể hỏi, các em vẫn có thể nói lên cái mơ ước của tuổi thơ khi phải rời bỏ cõi đời này. Điều các em muốn nói đến là bài học về yêu thương trên trang giấy. Và các em còn hỏi chúng rằng có thật là có thiên đường cho tuổi thơ hay không? Cho các em hay không? Cho nên mùa xuân đến, chúng ta có niềm vui và đồng thời chúng ta vẫn có những cái nỗi buồn. Dạ đúng như vậy. Nhắc đến bài Một buổi sáng mùa xuân với hình ảnh một em bé ra đồng thì làm con liên tưởng đến một cái dĩa nhựa mà người Nhật làm cho cô năm 82, cũng với hình ảnh em bé ra đồng phải không cô? Dạ đúng rồi. Đó là hình cái bìa của cái đĩa than đó. Nhưng mà hình như đó cũng là một cái lý do để cái đĩa than nó không có vượt lên trên cái mức mà người ta mong đợi. Bởi vì người Nhật lúc đó đó họ còn xa lạ với cuộc chiến ở Việt Nam. Và có lẽ là chiến tranh là cái điều mà ít ai muốn nói tới. Tuy nhiên trong thập niên 70 thì nhạc sĩ ở miền Nam viết rất nhiều những tình khúc về chiến trường. Có lẽ là chỉ có hai nhạc sĩ không nhắc đến cuộc chiến trong những nhạc phẩm của các ông, đó là Từ Công Phục và Vũ Thành An. Sau này đó, 74 thì mới có nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Cho nên năm 70, đa số các nhạc sĩ đều đã có những tình khúc viết về chiến trường và những cuộc tình trong thời chiến. Thời điểm trước năm 75 đó, thì cô gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì hai người có nói chuyện nhiều với nhau hay không? Có một cái điều lạ là ai cũng nghĩ là anh em chúng tôi phải nói với nhau nhiều lắm. Thật ra chúng tôi không nói. Nói rất ít. Lẽ thứ nhất là tôi thì còn nhỏ, không dám nói. Có nhiều điều không dám hỏi. Vì hỏi ra đó thì sợ bị chê là dốt, không hiểu. Còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông không nói. Cũng có thể ông nghĩ là lúc đó tôi còn nhỏ và ông muốn để tôi tự tìm hiểu, với thời gian tự tìm hiểu những tình khúc của ông, chứ ông không nói ra. Có nhiều bài thực sự tôi không hiểu được mà tôi không bao giờ dám hỏi cả. Thí dụ như viết Lăn Trầm. Định hỏi tôi cô. Thú thật, cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu luôn. Mấy chục năm suy nghĩ, tìm tòi, tôi không hiểu được. Nhưng có những cái bài, có những cái có điều mà tôi cũng như ông nhìn thấy. Thường thường nhạc sĩ đó khi người ta sáng tác theo những điều mà người ta nhìn thấy, với những cuộc tình người ta trải qua. Và ít khi nào mà người ta nói rằng
ôi tôi làm cái bài này về cái này, hay là cho người này cho người kia, ít lắm. Tuy nhiên không ít những bài hát mà được viết, được hình thành bởi những điều mà chính tác giả có thể mục kích được. Khi ông Trịnh Công Sơn bắt gặp hình ảnh của một thiếu nữ đi nhận xác chồng, và người con gái đó đã cúi mặt xuống và khóc trên xác của người chồng, thì lúc đó cái bóng của người vợ, mái tóc của người vợ chính là cái bóng mát che ngang cái nỗi tan hoang, nỗi chết của người chồng. Như trong bài Cú Xuống Thật Gần, trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang. Chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy cái sự tuyệt vọng, mà chúng ta tìm thấy được cái sự an ủi trong cái những, trong những nỗi mất mát. Vẫn có những cái niềm an ủi qua nhạc của Trịnh Công Sơn. Các em như là trong bài Một Buổi Sáng Mùa Xuân, cho đến khi các em nhắm mắt lìa đời, các em vẫn tâm hỏi có thiên đường hay không, là thiên đường cho các em đó. Và chúng ta tìm thấy được ở trong nhà Trịnh Công Sơn một niềm an ủi vô cùng, một sự chia sẻ thầm lặng. Chỉ có chúng ta mỗi khi hát mới cảm nhận được mình đã được chia sẻ, được an ủi như thế nào. Dạ vâng, và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vết Lăng Trầm với tiếng hát của nữ chân ca Khánh Ly. Vết lăn trầm hằn trên phiến đá nâu thêm yêu phiền, như có lần chim muông hằn dấu chân người đi phiêu du, từ đó chưa thấy về quê nhà, rộng đôi cánh tay chờ mong người chợt nhớ. Mình như đã lăn, vết lăn buồn từ hoàng xưa dấu trên anh dạ cầm, ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoàng, chờ ta ra du một chuyến, ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn, đợi chờ năm làm gió qua chuông thiên đàng. Thôi ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con, che giấu thân đau dạ mòn. Con như vết thương đau ngủ buồn, như trùng dương đêm mắt thâm, còn nghe ngóng đã lăn, vết lăn trầm từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn, ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm. Bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà, một thời ngủ yên tuổi xanh, rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình.
Ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con, che giấu thân đau dạ mòn. Ngủ đời yên đi con, như vết thương đau ngủ buồn, như trùng dương đêm mắt thâm, còn nghe ngóng đã lăn vết lăn trầm. Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn, ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm, bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà. Một thời ngủ yên tuổi xanh, rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình. Vết lăn trầm, vết lăn trầm, vết lăn trầm. Thưa cô, bài hát tiếp theo mà trong chương trình kỳ này gửi đến khán giả đó là bài Bên đời hiu quạnh. Xin cô nói thêm về cái bài hát này. Bên đời hiu quạnh được sáng tác trước năm 75. Dạ. Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Quê quán ở đây là quê quán của nhạc sĩ. Ý của ông là Huế đó. Dạ. Mỗi lần ông đi xa Huế, ông nhớ về thì Huế đối với ông là quê hương, là quê quán, là cố quận. Qua bài hát đó ta thấy, ta tưởng tượng là một quê hương rất là xa vời. Chỉ có khi đi xa rồi đó, ngoảnh nhìn lại mới thấy, mới nhớ đến quê hương của mình. Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Nhưng mà làm sao quên được? Quê nhà là cái nơi mà chúng ta được sinh ra, lớn lên. Là nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được. Nó là máu, là xương, là thịt của chúng ta đó. Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời. Có những lúc tỉnh lại, ông bàng hoàng nhìn và ông thấy là nắng lên rồi. Nắng ở đâu thì cũng đẹp như nắng ở quê nhà. Bài hát đó được viết đã lâu, nhưng bây giờ mỗi lần hát lại những tình khúc đó sau 50 năm hát lại vẫn thấy lòng buồn lắm, rất buồn và rất đau. Bởi vì quê hương là một cái gì đã rất xa, đã chỉ còn ở trong trí tưởng của chúng ta. Mm-hmm.
lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhiều mình. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Quãng yêu tôi đã đi qua, đường về tình tôi có nắng rất là đà. Đường thật lặng yên, lòng không gì nhớ, giật mình nhìn quanh ô phố xa lạ. Lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi. Thưa quý vị và thưa cô, chúng ta đang ở trong những tháng đầu của năm 2022. Năm nay có một cái sự kiện đặc biệt, đó là kỷ niệm 60 năm sân khấu của cô. Kỷ niệm 60 năm, nhìn lại 6 thập niên qua thì cô thấy cái giai đoạn nào với cô là đẹp nhất? Thật ra đó, khi nói về cái cuộc đời của mình đó, thì ở tuổi nào, ở giai đoạn nào cũng đẹp, cũng hạnh phúc. Có những cái đẹp mà được phát sinh ra từ những đổ vỡ, những tan hoang. Có những hạnh phúc làm chúng ta chảy nước mắt. Có những hạnh phúc cho chúng ta nụ cười, thì cũng có những hạnh phúc cho chúng ta những nỗi đau. Nhưng không có tuyệt vọng đâu. Cho nên như ông Trịnh Công Sơn viết, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Cho nên đối với tôi 60 năm trên sân khấu chỉ như một ngày thôi. Như ngày đầu bước chân lên sân khấu, tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ là tôi đi được tới 60 năm. Đời cho ta thế đó. Đất trời đã cho ta như thế. Tôi nhận lãnh. Và những bài hát mình đã trình bày trong suốt 60 năm qua, những chia sẻ đều là những ghi nhớ, tạ ơn trời đất và những tấm lòng đã yêu thương mình trong suốt 60 năm qua. Nếu không có ơn trên, nếu không được những tấm lòng yêu thương từ các nơi luôn chúc phúc cho mình, thì mấy ai đi được 60 năm như vậy. Cho nên năm nay là 60 năm. Không còn phiền muộn gì, giữ cho tâm hồn trong sáng. Và quả thật là cứ hồn nhiên đi. Em hồn nhiên rồi
em sẽ bình minh. À, trong 60 năm qua đó, cô đi khắp nơi trên thế giới rồi. Việt Nam thì quá nhiều, và cũng như là bên Âu Châu, bên Úc Châu, thì nơi nào với cô là cô cảm thấy cô thích trở lại nhất? Thích nhất có lẽ là Âu Châu. Tây. Có những cái nét cổ kính, thơ mộng. Yeah. Nhưng mà Âu Châu là cái nơi lúc nào đi xa cũng nhớ về. Yeah. Nhớ tên em, ngoài kia cũng
Gần gũi Sài Gòn, gần gũi Việt Nam hả cô hả? Cái đoạn đường góc phố vậy. Và đó là Việt Nam mình. Đúng. Việt Nam mình giống Tây. Giống Tây. Dạ, giống Âu Châu. Dạ. Dạ, nó có những cái nét như vậy. Nhưng mà Việt Nam sau này càng ngày càng bớt giống đi. Đúng rồi. Bởi vì những cái nét cổ kính, những cái cổ kính nó không còn nữa. Yeah. Nó không biết nói thế nào. Nhưng mà thí dụ trở về Đà Lạt rất buồn. Đà Lạt không còn là Đà Lạt thời 62, thời 72 nữa. Tuy nhiên đó chỉ là cái suy nghĩ, cái tiếc nuối của một người lúc nào cũng sống và hồi tưởng với cái quá khứ của mình. Ai cũng có cái quá khứ của dĩ vãng ấy, tốt đẹp. Nhưng phải nhớ một điều là cũng có nhiều điều chúng ta nên quên và nên chấp nhận. Đời cho ta thế thì đời cũng cho người khác như thế. Và cỏ cây sông núi cũng trải qua những cái điều như ta đã trải qua trong cuộc sống này. Chỉ có một điều, cái tấm lòng của mình đó, nó không thể thay đổi được. Là bởi vì tôi luôn nghĩ là nếu không có ông Trịnh Công Sơn, nếu không được sự yêu thương, lắng nghe của nhiều thế hệ, không có tôi ngày hôm nay, tôi không có như được như bây giờ ngày hôm nay. Lúc nãy cô nhắc bên Tây đó, thì có phải bên Tây là cái nơi mà cô gặp lại ông Trịnh Công Sơn đầu tiên không cô? Tôi đã gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 88, năm Phong Thánh đó. À, dạ. Dạ. Tôi đã gặp lại ông. Không hẹn gì hết? Gặp tình cờ hay sao? Gặp tình cờ. Oh. Ông đến Paris. Yeah. Và tôi thì từ Mỹ đến, ông thì từ Việt Nam đến. Yeah. Và tôi nghe tin là có ông. Mm. Thì tôi nhờ, bữa hôm đó có Trung Nghĩa nữa. Yeah. Chạy đến cái nhà Việt Nam. Ở bên đó tôi có một cái nhà nhà sinh hoạt, gọi là cái nhà Việt Nam dành cho sinh viên ngày xưa đó. Yeah. Thì tôi tới đó liền. Và khi tôi xông vô cái nhà đó thì ông từ trong đi ra. À. Và chúng tôi ôm nhau, ôm chặt lấy nhau. Yeah. Rồi tôi kéo ông đi. Gặp rất là tình cờ. Mm. Tôi không biết là ông tới Paris cho tới khi tôi đến đó. Và ông cũng không bao giờ nghĩ là tôi đến đó và lại đến gặp ông. Mm. Ngay tại trong lòng Paris như vậy. Không ai chỉ dẫn cả. Chỉ nghe tin thôi là ông ở cái nhà đó thì tôi bay đến. Coi như bên đó cũng là cái nơi kỷ niệm quá cô hả? Cho đến bây giờ là cũng mấy chục năm rồi. Yeah. Tại vì thật sự đó, lúc đó không bao giờ tôi nghĩ là chúng tôi còn có thể gặp lại nhau. Không nghĩ đâu. Thành ra đối với tôi cho đến bây giờ, những tháng ngày đó vẫn là một giấc mơ. Yeah. À, cô cháu chúng tôi nhắc về bên Âu Châu, bên Tây, bên Paris, thì quý vị nào ở bên đó thì nhớ vào ngày 17 tháng 5, hai cô cháu sẽ có mặt tại Paris hát trong một cái đêm nhạc rất là đặc biệt cùng với cô Khánh Hà ở tại nơi đó. Cô cháu đặc biệt đó là phải những người nào thích cà phê. Đó. Cà phê, cà pháo đó. Yeah. Buổi chiều trên cái đường phố ở Paris đó. Yeah. Chỗ nào cũng có quán cà phê cả. Yeah. Và ngồi ở đó thật lòng thanh thản, thật là nhẹ nhàng. Nhâm nhi uống một chút cà phê. Dĩ nhiên là cũng không ngon bằng cà phê mình đâu. Nhưng mà ra cái điều là mình đã tới Paris, đến sông Sen, đến nhà thờ Đức Bà. Và chúng ta viếng Đức Mẹ Lourdes Đức. Đó là cái nơi tôi luôn luôn ao ước được đến. Yeah. Đức Mẹ Lourdes Đức. Cô cũng tới nơi đó rất là nhiều lần trước đây phải không đến cô? Đến rất nhiều lần. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cho nên quý vị... Đến rất nhiều lần mà vẫn cứ mơ ước trở lại. Dạ, cho nên cô cháu sẽ cùng đến với Paris vào tháng 5 này. Mong sẽ gặp lại quý vị bên Âu Châu.
Cảm ơn cô đã chia sẻ ngày hôm nay trong chương trình ca khúc Da Vàng này. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong chuỗi sự kiện 60 năm sân khấu của Khánh Ly trong năm nay. À, xin kính chúc quý vị mọi sự may mắn, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn quý vị. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi.